Chào các bạn đã quay lại với kênh Lò Mọ. Gần đây mình thấy nhiều bạn có chế cái hàn xeo bằng cái siêu tụ này. Thì hôm nay mình cũng thử mua về để cũng chế một cái máy hàn xeo bằng cái siêu tụ này theo trào lưu. Đây, mình kiếm được hai con siêu tụ này, hơi bẩn bẩn một chút nhưng vẫn xài được. 2,8V 3000F hai con. Một cái mạch MOSFET, mạch này dùng để kích dòng. Mạch này thì mình xin được đồ cũ, đâm ra là nó đã hàn sẵn các cái MOSFET này vào rồi. Rồi mình còn một cái timer nữa. Timer để chỉnh thời gian đóng mở cái MOSFET này cho cái mạch MOSFET này. Cái phần công tắc điều chỉnh mình đã nối dài cái dây này ra. Bình thường nó nằm trên bo mạch này luôn. Bây giờ mình nối dài ra để cho nó tiện mình đặt trong cái hộp nó dễ hơn. Hai cái mạch cân bằng để khi sạc cho cái tụ này thì nó luôn luôn là 2,8V. Đây là mạch sạc cân bằng. Tiếp theo mình cần cái con điện trở công suất này 100W 5 ohm. Mình hai con đều song song nhau. Và cần một cái tản nhiệt cho nó, tại vì cái điện trở này hoạt động nó rất là nóng, mình phải cần cái tản nhiệt. Điện trở này dùng để nó xả cái tụ này. Xả điện trong cái tụ này. Tiếp nữa là mình có một cái con hạ áp này. Hạ xuống dòng 5V để sạc điện cho hai con tụ này. À, một cái nguồn 12V để nuôi cái mạch timer này. Và mấy cái thanh đồng này để mình kẹp cái cực của cái bo MOSFET này. Rồi, trước tiên là mình làm về phần điện trước nhé. Sau đó về phần kim hàn, tay hàn, các thứ thì mình sẽ nói sau. Bây giờ mình sẽ ráp cái phần điện trước. Hai con tụ này, đây là cực âm này, còn đây là cực dương. Nó có vạch trắng là cực âm. Thì mình sẽ đấu nối tiếp nhau. Đấy, sẽ đấu nối tiếp nhau này, âm dương, còn hai cực này là hai cực ra đây. Đó, đấu nối tiếp như thế. Đây là cực âm này, đây là cực dương này. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái MOSFET này. Mình tràn cái lớp thiếc này để cho nó tiếp xúc nó tốt hơn. Hàn cái các MOSFET này thì nó cũng đơn giản thôi. Do cái mạch này mình xin được nữa mà người ta đã hàn sẵn rồi. Không, nếu các bạn mà mua cái mạch MOSFET này thì có thể yêu cầu là người bán hàng người ta hàn sẵn các linh kiện này cho các bạn. Rất là đơn giản thôi, không khó lắm. Như vậy là xong cái mạch MOSFET. Cái này nối vào tụ này. Và cái này là ra kim hàn.
hướng của mũ phét đây. Mình sẽ bắt vào như này. Cái mạch mũ phét này là đóng mở cực âm nhé, cực âm của tụ. Tiếp theo mình sẽ làm cái dây đồng. Xong phần dây rồi, bây giờ mình sẽ đi làm cái kim cân lực nhé. Mình sẽ dùng các cái xi lanh khí này để làm cái kim cân lực. Hai cái này là để gắn với cả cái gắn kim. Còn cái này sẽ làm trục. Một miếng đồng này để kẹp kim hàn, một miếng nhựa cứng này để mình cách điện, cách giữa hai cái cực này.
Xong rồi. Như vậy là mình đã xong cái cân lực. Giờ mình đi kiếm cái thùng để cho tất cả nó vào là xong. Kiếm được cái hộp UPS này, thùng UPS này, để đựng nó luôn, đỡ phải đóng thùng. Có vẻ rất là vừa đấy. Mình đã đặt hết các linh kiện vào trong cái hộp này. Kiếm được cái thùng nhựa này là của cái cục UPS đấy. Trông rất là gọn gàng luôn. Đây, mặt đằng trước thì mình lắp cái timer này, đồng hồ timer này, một cái công tắc để sạc, để sạc cho cái tụ này, on off ở đây, và một cái đồng hồ đo vôn. Đo vôn này thì mình sẽ đo cái điện áp mà sạc cho cái tụ này qua cái con hạ áp này. Tí nữa mình nói sau. Còn đây là cái công tắc để chỉnh cái timer này, cái núm để chỉnh cái timer này. Đây, cái cục timer đấy nó có ở sau, nó có một cái main nữa. Đằng trước này chỉ là cái màn hình thôi. Sau đó cái main nó là gắn theo kiểu module. Ở đây nó sẽ có một cái dây để đo cái hiệu điện thế của cái hai con tụ này, đo thẳng ở trên cái mạch timer này luôn, nó hiện thị lên trên màn hình này luôn. Đây, hai cái dây này thì một dây nó sẽ nối vào cực dương của hai tụ, và một dây nối vào giữa hai cái tụ này. Thì còn phần ở dưới này thì ở đây có một cái cục 12V, nguồn 12V để nuôi cái timer này, nuôi cái timer này, và mình dẫn một cái dây ra để mình đấu cái đèn led để khi mà mình hàn nó dễ. Đây, đó là cục 12V, điện vào đây, điện vào 220 đây qua cái công tắc 220 nuôi 12V. Còn cái đây là cái hạ áp xuống 5V để sạc cho cái tụ này. Đấy, thì cái đồng hồ này sẽ đo cái vôn đầu ra của cái hạ áp này. Đầu vào cho cái hạ áp này mình sẽ dùng một cái không có nguồn 5V. Đầu ra mình sẽ dùng một cái nguồn 27V 10A này để cho làm đầu vào cho cái hạ áp này. Cái hạ áp này sẽ hạ xuống 5V để sạc cho cái tụ này. Đây, cái cục 27V này mình sẽ đặt ở ngoài thôi, không đặt được vừa vào trong. Tiếp theo đó là cái con trở này. Con trở này thì nó sẽ làm nhiệm vụ là để xả cái dòng điện ở trong cái tụ này. Con trở công suất, hai con trở công suất. Mình đấu song song và đấu với một cái tản nhiệt để nó xả cái điện ở trong cái tụ này khi mà mình không dùng. Bằng cái công tắc này, mình đã chế công tắc ngoài này. Khi mà bật công tắc nó sẽ xả. Đó, còn đây là hai cái dây đồng ra hai đầu kim hàn, tí nữa mình sẽ luồn ra. Rồi, hãy sơ qua là như vậy. Ở đây sẽ có một cái rắc để cái timer, cái timer nó điều khiển cái MOSFET này, cái mạch MOSFET này, nó cái rắc. Tiếp nữa đó là một cái rắc trên timer này, nó có một cái rắc nữa là cái rắc này để đóng mở cái MOSFET, điều khiển đóng mở MOSFET. Thì tí nữa mình sẽ hàn với một cái con công tắc hành trình này, để khi mà cái trụ nó đến đúng điểm hành trình thì nó sẽ bật để nó đóng cái MOSFET này.
Đây nó có rắc hai hai chân ở trên đầu này. Đấy, tí mình luồn ra thôi. Giày dợ hơi lằng ngoằng. À, chưa nói. Ở đây sẽ có mình có chế cái đầu jack DC này để cắm cái đầu của cái nguồn 27V vào đây, làm cái đầu vào cho cái hạ áp này. Và đây có một cái jack DC nữa. Jack bên này thì mình sẽ đấu với cái, tí nữa mình sẽ làm cái công tắc để đóng mở cái van van khí nén này, để cho cái piston nó đi xuống, đi lên đi xuống. Thì mình đấu cái DC này ra để gắn cái bàn đạp này vào. Đây, rắc DC đi cặp này. Khi mình ấn chân này thì nó sẽ trụ, nó sẽ đi xuống. Còn mình dùng thêm một cái van khí nén này. Đây là van điện tử, nó điều khiển khí đóng mở. Đây là đầu vào của khí này. Đây là đầu ra, hai đầu ra. Và đây nó có cái rắc để đóng mở cái van điện tử ở đây. Thì cái jack này mình sẽ đấu cho ra cái jack DC này thông qua cái jack này ra DC để gắn vào cái bàn đạp. Nói thế này các bạn khó hình dung, các bạn tham khảo cái sơ đồ đấu nối bên dưới nhé. Cái trụ thì mình có thay cái trụ khác rồi, trụ này nó to hơn, nó khỏe hơn. Cái trụ kia mình đã thử nó hơi yếu một chút, nào mình thay cái trụ to hơn. Đây có hai cái van để khí đưa vào đây, khí dẫn vào đây để nó điều khiển lên xuống. Đây là cân bằng này. Cái van điện từ này mình sẽ lắp ở vị trí này, van một cái lỗ để lắp vào để cho cái đầu vào của khí nó lòi ra ngoài để mình rút ra rút vào cho nó dễ. Đây là hai đầu bên trong. Đấy, ống khí vào sẽ cắm vào đây. Còn cái jack này mình tí nữa mình cắm vào cái jack vừa nãy mình đã chế sẵn rồi. Đây, cái công tắc hành trình để đóng mở cái timer này. Đấy, khi mà hành trình nó đi đến đây nó sẽ ấn vào và nó đóng timer.
Bây giờ mình sẽ sạc cho cái tụ. Đây, công tắc sạc tụ. Khi mà sạc cho tụ thì cái dòng nó lớn ấy, thì cái đồng hồ này nó không đo được nữa. Đây, các bạn nhìn thấy là nó đang sạc cho tụ này. Mình đợi cho nó sạc đến 5V. Tổng hai cái cell này đến 5V. Thì mình sẽ test hàn. Đây là chỉnh các cái thời gian timer nó đóng này. Mình chỉ quan tâm đến cái giá trị đầu này thôi. Còn hai cái này thì mình không quan tâm. Bỏ qua đi. Đấy, mình có thể theo dõi được luôn là nó sạc cho tụ bao nhiêu volt ở đây qua cái màn hình timer này. Hai tụ sạc gần đầy rồi, 4.82V rồi, gần 5V rồi, bây giờ có thể hàn được rồi đấy. Rồi, ngon rồi đó các bạn ạ. Xong rồi, như vậy là mình vừa chế xong cái máy hàn cell bằng siêu tụ, dùng xi lanh khí nén để làm trục cân lực. Này, như vậy là cái tụ của mình là đã sạc được, vừa nãy mình sạc đầy xong rồi dùng còn 4.87V. Bây giờ mình sẽ xả đi. Thì là cái công tắc đằng sau này. Mình chế công tắc đằng sau này rồi. Đây, công tắc này là công tắc xả tụ. Thì mình bật công tắc thì tụ nó sẽ xả ra, để cho nó không tích điện trong đấy nữa. Đấy, các bạn thấy nó đang giảm dần này. Số volt nó đang giảm dần này. Và mình lắp thêm cái núm này nó vừa cho nó nhìn nó pro. Để chế cái máy hàn cell này mình mất mấy ngày đấy, 3 ngày đấy các bạn. Mất thời gian, nhiều công đoạn. Cái khâu lâu nhất là cái cưa đồng này. Cưa đồng này mệt ơi là mệt. Các bạn có thể mua các linh kiện ở trên Shopee hoặc là để ở cái link mình đính kèm ở bên dưới video, mô tả video. Nếu các bạn có thắc mắc hay là có cái ý kiến gì thì hãy comment ở phía dưới video. Mình sẽ giải đáp các cái thắc mắc của các bạn. Hoặc là các bạn nào có ý kiến đóng góp thì mình sẽ bổ sung. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.